cái dịp câu cá ở một hồ quen thuộc nha các bạn, hồ ở Bình Chánh. Bây giờ Lan xuống cần nha. Hôm nay Lan câu bằng mồi cám nha các bạn. Câu chiều. Xin mời các bạn theo dõi buổi câu hôm nay cùng Lan. Đến đây đi tìm cái cò treo vô đấy nha các bạn. Cá ăn trên tay chưa kịp tìm cò luôn các bạn ơi. Thấy rồi. Thấy rồi các bạn ơi. Dạ. Ui nó chợt mẹ. À mới này mới vô hả con? Vô trễ quá. Nãy giờ ngồi chảnh mà câu cá không dính rồi. Chạy đi đâu được.
ra. Em có buổi anh nghe đây nha. Đang về nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn.